Việt Nam và Thái Lan hai cái tên luôn luôn ganh đua nhau trên rất nhiều lĩnh vực, từ thể thao, văn hóa, du lịch cho đến kinh tế và tầm ảnh hưởng quốc tế. Nhắc đến Thái Lan là nghĩ ngay đến những chiếc Dream Thái. Những năm 90, Dream Thái luôn là mơ ước của các gia đình Việt Nam. Thời đó, mỗi chiếc Dream Thái có giá từ 8 đến 10 cây vàng. Xe Dream mua về thường được chủ bảo quản cẩn thận và chỉ sử dụng trong những dịp quan trọng. Những năm 2000, GDP của Thái Lan gấp 4 lần Việt Nam, nhưng hiện tại thời thế đã thay đổi, Việt Nam cũng đã thay đổi rất nhiều. Chính vì thế mà Thủ tướng Thái Lan đã phải thốt lên rằng Thái Lan đã bị tụt hậu so với Việt Nam. Vậy Thái Lan đã bị tụt hậu gì so với Việt Nam thì chúng ta cùng đi tìm hiểu qua video ngày hôm nay nha. Trước tiên chúng ta hãy đi tìm hiểu tại vì sao trước đó GDP của Thái Lan đã gấp Việt Nam 4 lần. Cũng như Việt Nam, Thái Lan vốn là nước nông nghiệp cho đến thế kỷ 19, đây vẫn là một xã hội phong kiến như Việt Nam. Nước Xiêm đã phải ký rất nhiều hiệp ước bất bình đẳng với Hà Lan, Mỹ, Anh và Pháp để mà cân bằng các thế lực trên lãnh thổ nước mình. Mặc dù được độc lập về chủ quyền nhưng thực chất phụ thuộc rất nhiều vào phương Tây về kinh tế, chính trị. Lúc này cải cách là biện pháp duy nhất nhằm tăng cường nội lực, chống chọi lại ngoại lực. Trong chiến tranh thế giới thứ hai, nền kinh tế Thái Lan trong những năm từ 1960 đến 1990 luôn tăng trưởng với tốc độ trung bình 7,5%. Sau năm 1985, Thái Lan trở thành điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư FDI, định hướng sản xuất như là Nhật Bản, Đài Loan, Singapore nhờ lực lượng lao động giá rẻ, có trình độ và kỹ năng cơ bản. Còn Việt Nam đến tận năm 1975 mới giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, sau đó hai cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc lại bị cấm vận tới 20 năm. Trong khi Việt Nam phải hồi phục và xây dựng lại những tổn thất hậu quả của chiến tranh, tốc độ tăng trưởng kinh tế hai con số của Thái Lan đã khiến tờ New York Times khi đó đặt cho biệt danh là con hổ tiếp theo tại châu Á, thuật ngữ dùng để ám chỉ thành công của những nền kinh tế như Hàn Quốc hay Singapore. Thế nhưng, quãng thời gian hoàng kim đó của Thái Lan chẳng kéo dài được lâu. Nhiều chuyên gia đã nhận định Việt Nam sẽ vượt Thái Lan vào năm 2030, vậy chúng ta đi tìm hiểu tại sao các chuyên gia lại nhận định như vậy nha. Hơn 30 năm qua, nền kinh tế Thái Lan đã chứng kiến 3 lần đảo chính quân sự và giấc mơ vươn lên khỏi quốc gia thu nhập trung bình để trở thành nước giàu đang dần trở nên xa vời. Cũng theo hãng tin Bloomberg, một trong những nguyên nhân chính khiến cho Thái Lan bị tụt sâu suốt 40 năm qua mà không tận dụng được thời hoàng kim của mình đến từ tầm nhìn phát triển kinh tế. Trong suốt giai đoạn 2008 đến 2018, tốc độ tăng trưởng của Thái Lan đã giảm mạnh, thậm chí xuống âm 0,7% vào năm 2019. Năm 2022, kinh tế Thái Lan chỉ tăng trưởng 2,6%, bất chấp sự phục hồi của ngành du lịch là xương sống của nền kinh tế Thái Lan. Trong khi đó, kinh tế Việt Nam ổn định hơn với tốc độ tăng trưởng 7% trong 10 năm qua và được đánh giá là một trong những câu chuyện kinh tế thành công của thế kỷ 21. Theo dữ liệu của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF, năm 1990, quy mô tổng sản phẩm quốc nội GDP của Thái Lan gấp 10 lần Việt Nam. Tuy nhiên, đến nay, tỷ lệ này đã có sự thay đổi rõ rệt. Bất chấp những khó khăn của thế giới vào năm 2022, nền kinh tế Việt Nam vẫn tăng 8,02%, cao nhất kể từ năm 2011. Chúng ta đã vượt qua người Thái về thu hút vốn đầu tư nước ngoài và xuất khẩu, bao gồm cả xuất khẩu công nghệ cao. GDP bình quân đầu người của Việt Nam cũng đã tăng gấp 6,95 lần, từ 693,19 đô la Mỹ năm 2005 lên khoảng 4.170 đô la Mỹ vào năm 2022. Trong bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ-Trung thúc đẩy làn sóng chuyển sản xuất ra khỏi Trung Quốc, Thái Lan và Việt Nam được coi là hai điểm đến đầy hứa hẹn cho các nhà đầu tư nước ngoài. Nhưng Việt Nam đang tỏ ra vượt trội hơn nhờ các yếu tố dân số, tham gia các hiệp định thương mại tự do, thị trường tiêu thụ nội địa mở rộng và tình hình chính trị ổn định. Nền dân chủ tưởng chừng là nền móng vững chắc cho sự ổn định của Thái Lan từ thập niên 1990 thì bất ngờ lung lay dữ dội sau những xung đột chính trị. Điều đó đã khiến cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp ngập ngừng đổ tiền thêm vào đây. Ngoài ra, hệ thống pháp luật không ổn định, giới hạn về quyền sở hữu ngày càng khiến cho dòng vốn nước ngoài chuyển hướng sang những nền kinh tế khác ổn định và phát triển hơn. Với việc phụ thuộc vào xuất khẩu cũng như FDI, chính sự mất ổn định đã khiến cho nền kinh tế Thái Lan bộc lộ yếu điểm. Thêm vào đó, sự chậm trễ đổi mới càng khiến cho tình hình trở nên khó khăn hơn. Nguyên nhân chính làm động lực cho kinh tế Việt Nam sẽ sớm vượt Thái Lan chính là nhờ lực lượng dân số vàng. Theo Ngân hàng Thế giới World Bank, năm 2022, hơn 97 triệu người và dự kiến đạt 120 triệu người vào năm 2050. Trong đó, 70% dân số dưới độ tuổi 35 và tuổi thọ trung bình là 76 tuổi. Chỉ số nhân lực của Việt Nam đứng thứ 48 trong tổng số 157 quốc gia và đứng thứ 2 ở ASEAN sau Singapore ngoại trừ Trung Quốc. Còn Thái Lan đã phá lệ trở thành quốc gia đang phát triển đầu tiên chưa giàu đã già. Quy mô dân số của Thái Lan hơn 70 triệu người, nhưng lại có tới 12 triệu người già từ 60 tuổi trở lên. Dự báo với quỹ đạo dân số này, Thái Lan đang trên đường trở thành một xã hội siêu già vào năm 2031, nghĩa là 28% dân số sẽ từ 60 tuổi trở lên. Dân số già hóa trở thành gánh nặng cho Thái Lan khi vừa phải chi những khoản tiền vô cùng lớn cho an sinh xã hội, vừa thiếu hụt trầm trọng lực lượng lao động, nhất là những người có chuyên môn cao để xử lý các công nghệ mới và phức tạp. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF cũng dự đoán lực lượng lao động sẽ làm giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế Thái Lan trong hai thập kỷ tới.
các cuộc đàm phán giữa Thái Lan với Liên minh châu Âu bị gián đoạn bởi cuộc đảo chính năm 2014 và chỉ mới bắt đầu lại mới đây. Trong khi đó, số lượng các FTA mà Việt Nam tham gia nhiều hơn Thái Lan và các quốc gia trong khu vực. Trong đó có những hiệp định lớn như EVFTA, CPTPP, rồi CEP. Đó là chưa kể Việt Nam đã ký kết quan hệ đối tác chiến lược toàn diện ở mức cao nhất với nhiều đối tác như Trung Quốc, Nga, Hàn Quốc, Hoa Kỳ và mới đây nhất là Nhật Bản. Manohar Skaran, một đối tác sáng lập của công ty tư vấn chính sách tại Singapore Centennial Asia cho biết, với một nền kinh tế phụ thuộc sản xuất cho xuất khẩu, nền kinh tế vi mô từ dưới lên của Thái Lan đã từng tăng trưởng mạnh trong quá khứ, nhưng chúng tôi không còn thấy tinh thần khởi nghiệp như vậy nữa, như những gì chúng tôi đã thấy ở Việt Nam và Indonesia. Gần đây, hệ sinh thái ngành vi mạch bán dẫn Việt Nam đã có một số bước tiến mới. Hiện nay, Việt Nam có hơn 40 doanh nghiệp nước ngoài đầu tư lĩnh vực bán dẫn với những thương hiệu toàn cầu như Intel, Samsung, Amkor. Việt Nam cũng đã xuất khẩu ô tô điện đến Mỹ, Canada với thương hiệu VinFast. Còn Thái Lan vẫn đang loay hoay chờ cái gật đầu của Tesla mà đang kêu gọi các tập đoàn nước ngoài khác đầu tư trong lĩnh vực này. Đó là câu chuyện mà nền kinh tế của Thái Lan đang phải đối mặt vào thời điểm hiện tại, trông người lại ngẫm đến ta. Câu chuyện của Thái Lan là tấm gương để mà chúng ta rút kinh nghiệm về tầm quan trọng của ổn định chính trị, đối ngoại và đổi mới. Nhất là các bạn trẻ phải không ngừng học hỏi, nâng cao tay nghề để Việt Nam ta có nguồn nhân lực chất lượng cho những ngành công nghiệp sản xuất cao, để không rơi vào bẫy thu nhập trung bình. Và đó là nhận định của tôi, còn các bạn có đồng tình hay không? Hãy để lại ý kiến trong phần bình luận.